Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bin Top. Có rất nhiều điều kỳ lạ trong thế giới động vật, mà chắc chắn một điều rằng nếu tai không nghe, mắt không thấy thì các bạn sẽ không thể nào tin được. Ví dụ như con voi lại có mối quan hệ họ hàng với loại vật bé xíu đó chính là con chuột, hay loài động vật rất lười giao phối đến nỗi thời gian ấy của chúng chỉ trong vòng 5 giây, và còn rất nhiều điều bí ẩn khác. Ngay bây giờ hãy cùng Bin Top khám phá nhé. Top, những sự thật không thể tin được trong thế giới động vật. 1. Cá mập Greenland đạt đến độ tuổi trưởng thành khi được 150 năm tuổi và có tuổi thọ từ 300 cho đến 500 năm, dài nhất trong số các loài động vật có xương sống. Cá mập Greenland được tìm thấy ở Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, là một trong số những loài cá mập sống lớn nhất có tuổi thọ hàng thế kỷ. Chúng được biết là phát triển với tốc độ 0,5 cho đến 1 cm trong một năm và dài 0,8 cho đến 2 m. Tuổi thọ của chúng là một bí ẩn. Các nhà khoa học nghiên cứu vào năm 2016 này đã tiến hành nghiên cứu 28 mẫu vật và phát hiện ra rằng con cá mập già nhất trong số các loài cá mập trong nghiên cứu được sinh ra từ năm 1504 cho đến năm 1744 công nguyên. Cá mập Greenland chỉ đạt đến độ tuổi trưởng thành giới tính khi đủ 150 năm tuổi. Những con cái của loài này giữ trứng trong cơ thể thay vì đẻ chúng xuống dưới đáy đại dương. Những quả trứng này sẽ nở bên trong cơ thể của cá mập mẹ, sau đó mới được sinh ra. Thịt của cá mập Greenland được biết là có chất độc và có thể gây say nếu ăn phải nó. Nhưng ở Ireland, nó được chế biến thành một món ăn có tên là Katus Haka. Để tạo ra món ăn này, thịt của nó phải được xử lý, lên men và làm khô. Đây là một món ăn ngon và độc đáo tại Ireland. 2. Thằn lằn đuôi dài Whitetail tại Mexico. Là một loài thằn lằn đa phần toàn nữ, có trứng phát triển mà không cần thụ tinh. Thằn lằn đuôi dài Whitetail tại Mexico sinh sản vô tính và tham gia vào hành vi giao phối với những con cái khác cùng loài. Thằn lằn cái tán tỉnh những con cái khác vì hành động này kích thích sự rụng trứng. Những con thằn lằn Whitetail là một loài con lai giữa loài thằn lằn vợn sọc sống ở đồng cỏ và loài thằn lằn phía Tây sống ở sa mạc. Việc lai hai loài này với nhau không tạo ra những con thằn lằn đực khỏe mạnh, mặc dù con đực vẫn xuất hiện trong loài của cả bố và mẹ, mà lại tạo ra đa số là những con cái. Thằn lằn đuôi trắng dài Whitetail dài 16,5 cho đến 23 cm, là loài di chuyển nhanh nhẹn, hoạt động ban ngày và ăn côn trùng. Chúng được tìm thấy ở các khu vực bán khô hạn, rừng cây, đồng cỏ, trảng cây bụi và các vùng núi đá. 3. Bọ cạp ruồi là loài côn trùng gây ấn tượng mạnh với bạn tình bằng cách đưa con mồi đến và tặng con mồi cho bạn tình của mình. Nhưng một số loài bọ cạp ruồi đực không giỏi trong việc bẫy con mồi, vì vậy chúng bắt chước con cái và chờ những con đực khác đến đưa mồi cho mình. Sau đó, chúng mang con mồi ấy đến cho những con cái thực sự. Cách giao phối của những con bọ cạp ruồi rất độc đáo. Bọ cạp ruồi đực sẽ săn bắt côn trùng, sau đó nếm thử, và nếu thấy hương vị vừa ý, nó sẽ treo con mồi lên một nhành cây để mời một con bọ cạp ruồi cái đến ăn côn trùng mà nó bắt được. Trong quá trình ấy, bọ cạp ruồi đực sẽ phát ra một mùi mà những con bọ ruồi cái có thể ngửi thấy trong một khoảng cách gần 12 m. Sau đó, con bọ cạp ruồi cái sẽ bay đến con đực, hạ cánh và ăn thịt con mồi như một tín hiệu chấp nhận. Nếu con cái không thích con mồi, nó sẽ bay đi. Nếu cô ấy ở lại, chúng sẽ giao phối. 4. Những con lười giao phối chỉ trong 5 giây. Được mệnh danh là động vật chậm chạp nhất trên thế giới, những con lười được biết đến là loài dành phần lớn cuộc đời của chúng để lười biếng và treo ngược trên các cành cây. Nếu chúng di chuyển thì chúng sẽ không đi xa hơn 38 m trong một ngày. Và khi nói đến giao phối của những con lười hai ngón, thì đừng nghĩ rằng chúng sẽ hứng thú và bớt lười hơn, bởi vì toàn bộ quá trình ấy chỉ được thực hiện trong 5 giây mà thôi. Nếu có nhiều hơn một nam giới cầu hôn một con lười cái, những con đực sẽ đấu với nhau bằng cách treo ngược trên cành cây và đập nhau một cách vô cùng chậm chạp. Sau khi tìm ra được người chiến thắng, cuộc giao phối sẽ bắt đầu. Khi đó, con lười cái sẽ phát ra những tiếng thét chói tai để thể hiện sự sẵn sàng của nó. Chúng sẽ giao phối trong khoảng thời gian từ tháng 9 cho đến tháng 11 và giống như hầu hết các quá trình khác, giao phối của chúng sẽ diễn ra trong khi mình thì treo ngược trên cành cây. Ngay cả việc sinh ra những con lười con hai ngón sau một thời gian mang thai khoảng 10 tháng thì cũng được xảy ra khi bản thân những con lười mẹ bị treo ngược. Lười hai ngón đúng là một con vật kỳ lạ đúng không nào? Năm, những người nuôi đà điểu gặp khó khăn trong việc bắt những con đà điểu giao phối với nhau vì chúng bị thu hút bởi con người.
Một số con đà điểu bối rối bị con người thu hút tình dục nhiều hơn những con đà điểu khác ở trang trại nuôi đà điểu. Một nhà thống kê và nhà sinh thái học đã phát hiện ra rằng những con chim đang hướng hành vi tán tình của chúng vào con người. Đây là một thách thức lớn đối với những người nuôi đà điểu vì vốn rất khó để đà điểu có thể đẻ trứng. Nghiên cứu được thực hiện tại trang trại đà điểu Offorsy. Trong thời kỳ bùng nổ của các trang trại đà điểu từ những năm 1990, người ta thấy rằng khi không có con người ở bên cạnh, mức độ kích thích tình dục của những con đà điểu giảm đáng kể. Ngoài ra, người ta còn quan sát thấy kiểu giao phối của chúng được gọi là hành vi cuddling. Trong đó, con đực sẽ khuỵu gối xuống dưới, ưỡn cánh ra và phát ra tiếng động bùng nổ, xảy ra khi có mặt con người chứ không phải là trước mặt những con đà điểu khác. Thế có chết không cơ chứ? 6. Có những con chim cánh cụt có kích thước bằng con người trong kỷ Paleocene cổ đại. Sau khi bộ xương 500-59 triệu năm trước của một con chim cánh cụt cổ đại được tìm thấy ở New Zealand, một số người ngạc nhiên rằng những con chim cánh cụt đáng yêu ngày nay có thể từng là những sinh vật đáng sợ. Những con chim cánh cụt sống trong thời kỳ Paleocene có thể cao tới 1,77m và nặng khoảng hơn 100kg, đủ tiêu chuẩn để xếp chúng vào loài nặng. Các nhà khoa học đã tuyên bố rằng loài chim này sẽ có cái mỏ dài hơn các loại chim cánh cụt ngày nay và sẽ có màu nâu chứ không phải là màu đen và trắng. Trái ngược với môi trường sống lạnh giá hiện tại của chim cánh cụt, những con chim cánh cụt cổ đại này lại sống ở vùng khí hậu cận nhiệt đới. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của những con chim cánh cụt này có thể là do sự gia tăng của các loài động vật biển có vú như là sư tử biển và hải cẩu tranh giành thức ăn với chúng. 7. Sừng hay ngà bí ẩn của kỳ lân biển thực chất là một chiếc răng nanh mọc tùm lum. Một số kỳ lân biển có đến 2 sừng. Nhiều người tin rằng kỳ lân biển là sinh vật thần thoại. Trong hàng trăm năm nay, kỳ lân biển gây tò mò cho các nhà thám hiểm và các nhà khoa học. Những sinh vật nhút nhát này sống ở các vùng nước đóng băng ở Bắc Cực khiến chúng rất khó nghiên cứu. Chúng nổi tiếng vì có một chiếc sừng hoặc một chiếc ngà trên đầu. Nhiều người nghĩ rằng ngà chính là sừng của kỳ lân biển. Thế nhưng, ít ai biết được rằng những chiếc ngà dài từ 2-3m này thực chất lại là những chiếc răng nanh mọc quá mức mà thôi. Các sinh vật biển không có răng trong miệng, nhiều con đực được biết là có chiếc ngà nhiều hơn những con cái. Điều này cho thấy chức năng của ngà có thể liên quan gì đó đến việc giao phối. Người ta thấy rằng ngà là một cơ quan rất nhạy cảm, bên ngoài mềm và bên trong cứng. Ngoài ra, ngà của những con kỳ lân biển là loại cảm biến khổng lồ với các đầu dây thần kinh cảm giác có thể cảm nhận được những thay đổi về độ mặn của nước. 8. Loài Scimitar aegua cắt đứt lưỡi của một con cá và sau đó trở thành lưỡi mới của con cá đó. Chúng cũng có thể thay đổi giới tính của chính mình. Được tìm thấy ở vùng biển phía nam vịnh California đến phía bắc vịnh Guayaquil, Ecuador và Đại Tây Dương. Scimitar aegua là một loài ký sinh trùng nguy hiểm. Nó xâm nhập vào cơ thể cá thông qua màng. Sau đó, con đực tự gắn mình vào vòm bên dưới của màng cá, còn con cái sẽ tự gắn mình vào lưỡi của con cá. Loại ký sinh trùng dài từ 8-29mm này sẽ dùng móng vuốt của mình cắt đứt các mạch máu của lưỡi con cá, khiến nó bị teo do thiếu máu và cuối cùng khiến nó rơi ra khỏi miệng con cá. Scimitar aegua sau đó sẽ trở thành lưỡi mới của con cá và ăn máu, ăn chất nhầy của cá để tồn tại cho đến khi con cá chết. Một đặc điểm nổi bật của loài ký sinh trùng này, ngoài việc nó là loài duy nhất có thể thay thế một bộ phận cơ thể của loài khác, đó là con đực có thể tự mình thay đổi giới tính. Chúng có thể biến mình thành một con cái khi dài 10mm. Hiện nay, Scimitar aegua được cho là không gây hại cho con người, nhưng nếu bạn nhặt được chúng khi còn sống, nó có thể cắn bạn. 9. Họ hàng gần nhất của voi là Truck hay Truck, một loài động vật nhỏ đầy lông. Bạn nghĩ gì khi mình hỏi bạn hãy chỉ ra một họ hàng gần nhất với loài voi mà bạn biết? Hẳn là bạn sẽ nghĩ đến một con gì đó to lớn cỡ con voi đúng không nào? Cũng có thể đúng, nhưng thật ra, họ hàng gần nhất của những con voi lại là một con vật có kích thước khá nhỏ bé và đầy lông. Nó có tên là Truck hay Truck. Chúng được tìm thấy ở khắp châu Phi cận Sahara, ngoại trừ ở Madagascar và trong khu vực Congo. Chúng chỉ nặng khoảng 4kg, ăn cỏ và giống voi. Cả hai đều thuộc chi Tethytheria cổ đại của động vật có vú. Trong thời tiền sử, những con voi và những con chó khai trắc này tuy là cùng chi nhưng lại sinh ra từ hai con đường tiến hóa khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng lại khác nhau nhiều như hiện tại.
Tuy nhiên, chúng cũng có một số điểm giống nhau như là ngà mọc từ răng cửa, một số điểm tương đồng ở các cơ quan sinh sản và móng dẹt ở đầu ngón chân. 10. Gấu túi mũi trần tạo ra phân hình khối và sản xuất từ 80 cho đến 100 khối phân trong một đêm. Các nhà khoa học vẫn chưa làm sáng tỏ bí ẩn đằng sau những viên phân hình khối của gấu túi mũi trần. Những con gấu túi mũi trần thường để lại những đống phân hình vuông bên ngoài hang và trên những tảng đá như một hình thức giao tiếp với những con gấu túi khác. Có giả thuyết cho rằng đây có thể là một cách đánh dấu lãnh thổ hoặc có vai trò gì đó trong việc giao phối. Để tìm hiểu lý do tại sao phân của chúng có hình dạng như vậy, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Georgia đã nghiên cứu đường tiêu hóa của những con gấu túi. Người ta nhận ra rằng các khối lập vương được hình thành trong ruột của chúng trước khi bài tiết và chúng có chiều dài khoảng 2 cm. Gấu túi mũi trần mẹ mất khoảng 2 tuần để tiêu hóa thức ăn của chúng. Thành ruột của những con gấu túi mẹ sẽ kéo dài không đồng đều. Một số phần sẽ cứng hơn những phần khác, cho phép tạo ra những hình khối vuông này. Đây thực sự là một đặc điểm độc đáo trong giới động vật. Các bạn thấy video này đã đủ hay và hấp dẫn chưa nào? Nếu các bạn muốn mình làm thêm bất kỳ chủ đề nào thì đừng quên để lại comment ở phía dưới nha. Và để ủng hộ cho tinh thần của Kinh Top cũng như là Gia Bụi thì hãy like, subscribe và nhấn cái chuông ở bên cạnh để có thể đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!